Anh em à, sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi. Và chúng ta luôn có một cái câu hỏi ở trong đầu là một cái bài toán rất là khó, là 8 tháng 3 năm nay sẽ mua gì để tặng cho hội chị em phụ nữ và hội phụ huynh. Ngày hôm nay mình sẽ dắt anh em đi đến một nơi để có thể giải được cái bài toán này. Đi thôi. Ok, và đây là điện thoại vui. Ở điện thoại vui á thì không chỉ có sửa máy không đâu các bạn à, còn có rất là nhiều những cái chiếc điện thoại và đặc biệt là những chiếc iPhone để mà các bạn có thể lựa chọn nữa. Vào luôn. Ok, như video lần trước á thì mình đã chia sẻ cho các bạn về việc là con iPhone XS Max này nó cực kỳ là thích hợp để mà các bạn mua và tặng cho phụ huynh. Đó, nó sở hữu một cái vẻ bề ngoài của một cái chiếc flagship cao cấp của chiếc iPhone được ra mắt từ năm 2018. Nhưng đến năm nay, 2024, nó vẫn có những cái thông tin về việc là con này vẫn sẽ được cập nhật lên iOS 18 nha. Cho nên khi mà các bạn mua về cho phụ huynh đó, những cái người cực kỳ là tiết kiệm khi mà chi tiêu cho công nghệ thì nó sẽ rất là phù hợp để mà dùng thêm đến tận là 2 đến 3 năm nữa thì sau đó đẩy xuống dùng máy phụ. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và nếu như những anh em nào mà chúng ta đang có người yêu hoặc là có vợ thì đây, một con iPhone 14 Pro Max vừa mới ra mắt năm trước thôi, năm nay cũng đã có hàng cũ để các bạn có thể lựa chọn và mua để cho nó tiết kiệm chi phí rồi. Và với những cái con máy này thì đều đã được kỹ thuật viên của điện thoại vui mở ra và kiểm tra rất là cẩn thận trước khi bàn giao đến tay của khách hàng nha. Còn với những cái chiếc máy mà nó đã có cái tuổi đời quá dài như con iPhone XS Max chẳng hạn thì đương nhiên là nó sẽ được thay pin, và việc thay pin thì cũng sẽ được báo cho khách hàng luôn. Và nếu như khách hàng đồng ý với cái con máy này thì anh em sẽ tiến hành kiểm tra máy lại một lần nữa và chốt giá cho khách. Còn nếu như mà các bạn thích mở ra để coi đúng không, cho các bạn coi luôn. Đây, mình cũng đã mở một con ra để mà các bạn có thể thấy bên trong cũng đã được dán tem của điện thoại vui này. Máy cũng đã được kiểm tra rất là kỹ càng và sạch sẽ trước khi bàn giao máy đến cho khách hàng. Các bạn chưa yên tâm đúng không? Sợ ba mẹ của các bạn không biết chỗ để sửa máy thì các bạn cứ yên tâm. Và ở điện thoại vui thì có dịch vụ với gói bảo hành vàng. Có nghĩa là khi mà các bạn sở hữu cái dịch vụ này ở gói cao nhất thì khi mà máy chúng ta gặp bất kỳ một cái vấn đề gì mang đến đây thì điện thoại vui sẽ tiến hành đổi cho các bạn một cái con máy khác. Cụ thể về dịch vụ thì các bạn có thể đến tại cửa hàng hoặc là trang web của điện thoại vui để chúng ta có thể biết được kỹ càng hơn nhé. Và đương nhiên anh em nào cần xuất VAT thì điện thoại vui cũng sẽ tiến hành xuất VAT luôn cho anh em. Quá tuyệt vời luôn đúng không? Và đương nhiên với những cái con máy cũ như thế này thì sẽ không có sạc cáp zin đi kèm theo máy nha. Nhưng đừng quên, điện thoại vui có bán phụ kiện. Đây, anh em có thể thấy từ 100 cho đến khoảng 200 cành thôi là anh em đã có những cái cục sạc và những cái sợi cáp có cái mức sạc cực kỳ là cao. Ví dụ như là 20W này, chúng ta cũng sẽ có 25W, rồi có sạc nhanh, chúng ta cũng sẽ có cáp sạc. Đó, rất là nhiều loại để anh em có thể lựa chọn ở đây và mua trực tiếp về cho bố mẹ dùng luôn. Có nghĩa là mua con máy xong về, bố mẹ chỉ việc cắm vào và xài thôi, không cần phải làm gì tiếp theo nữa. Tại vì điện thoại vui trong dịch vụ đã có hết rồi. Và đặc biệt với chương trình 8 tháng 3 thì sẽ có rất là nhiều những cái ưu đãi dành cho anh em để mà giải được cái bài toán là mua quà công nghệ gì để tặng cho chị em phụ nữ nè, tặng cho mẹ nè, hay là tặng cho cô dì chú bác gì đó. Thì đây, chương trình 8 tháng 3 tại điện thoại vui. Và anh em đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh điện thoại vui TV để ủng hộ bọn mình nha. Và đừng quên dắt ngay người yêu hoặc là mẹ của anh em đến với điện thoại vui để trải nghiệm chương trình 8 tháng 3. Si mê.